Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giải bài tập số 49, kiểm tra ma trận có toàn là số dương hay không. Ví dụ ở đây mình cho một cái ma trận A có hai hàng, ba cột. Và các cái phần tử của nó sẽ là 1 trừ 2 4, 3 trừ 1 5. Đấy. Thì ở đây nhìn vào đây thì chúng ta có thể thấy rằng đây không phải là một ma trận mà toàn là số dương đúng không ạ? Đấy, vì cái số âm 2 này nó bén không là một số âm đúng không ạ? Thì mình sẽ suy ra được là cái ma trận này không toàn là số dương. Đấy. Với một cái ví dụ tiếp theo, ví dụ nữa là ví dụ 2. Ở đây mình cho một cái ma trận là gồm có hai hàng ba cột. Cùng các phần tử là 1 2 4 3 1 5 đúng không ạ? Thì nhìn vào đây thì các bạn có thể dễ dàng nhận thấy rằng cái ma trận này nó không chứa cái giá trị âm đúng không ạ? Cho nên là tất cả giá trị đây là cái số dương đúng không ạ? Đấy. Rồi, thì đó là một cái ví dụ để chúng ta hiểu hơn về cái yêu cầu của bài toán này. Và để kiểm tra rằng nó là số dương hay số âm thì chúng ta cần phải so sánh nó với không đúng không ạ? Đấy. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi vào cái việc viết code cho chương trình này, cho bài toán này. Thì đầu tiên cũng như các cái bài tập liên quan đến ma trận khác thì mình cần phải có những bước cơ bản như là khai báo thư viện này, viết cái hàm nhập ma trận này và hàm xuất ma trận này, đúng không ạ? Thì những cái này thì đây là những vì đây là những cái bước cơ bản đúng không ạ, nên là chúng ta khi làm việc với cái ma trận thì đều cần phải biết đến nó, và đây là một cái yêu cầu tối thiểu. Thì ở phần này thì mình đã nói rất rõ ở những cái bài tập trước, nên ở cái bài tập này thì mình chỉ nói qua thôi. Rồi, đầu tiên khai báo thư viện này, studio, audio, mark, và sẽ định nghĩa thêm một cái define mark đây bằng 100. Và sau đó sẽ là cái hàm nhập ma trận. Nhập ma trận thì chúng ta sẽ cần nhập cái số hàng, số dòng và số code của cái ma trận đó đúng không ạ? Đấy, và việc nhập số dòng và số code thì nó hoàn toàn tương tự nhau. Đấy. Đầu tiên mình sẽ nhập dòng. Mình sẽ sử dụng cái cấu trúc do while. Đầu tiên sẽ nhập vào dòng này, sau đó kiểm tra dòng có hợp lý hay không này. Nếu không hợp lý thì bắt nhập lại này. Đấy, cho đến khi nào nó nhập mà hợp lý rồi thì sẽ đến cái phần nhập cột. Nhập cột thì nó hoàn toàn tương tự như cái nhập dòng. Đấy. Nó cũng nhập số cột sau đó kiểm tra. Nếu không hợp lệ nhập lại. Nếu hợp lệ rồi thì nó sẽ chạy những cái câu lệnh tiếp theo. Và với cái vòng sau khi đã nhập xong code và nhập dòng rồi á thì sẽ đến cái vòng lặp for. Đấy. Ở đây mình sẽ sử dụng hai vòng lặp for. Vì ma trận thì nó sẽ có là cái mạng hai chiều nên là nó sẽ có dạng AEG đúng không ạ? Đấy. Vì thế nên mình cần phải có hai cái vòng lặp for để có thể đi hết được tất cả cái giá trị của cái ma trận đúng không ạ? Đầu tiên cái vòng lặp for đầu tiên thì nó sẽ là cái biến chạy y. Đấy, nó sẽ chạy từ 0 cho đến cái biến cho đến cái giá trị dòng trừ 1. Vòng lập thứ hai là vòng lập for với cái giá trị biến chạy là g khởi tạo bằng 0. Nó sẽ chạy từ g bằng 0 cho đến g bằng cột trừ 1. Đấy. Và sau mỗi lần như thế thì nó sẽ tăng g lên. Sau đó thì cái phần print này thì mình sẽ không nói đến nữa. Nó rất đơn giản. Mình chủ yếu là các bạn cần phải biết cái vòng lập for này, cách sử dụng vòng lập for này. Tức là với một cái giá trị y của cái vòng lặp for đầu tiên này, nó sẽ chạy hết tất cả các giá trị g, sau đó sẽ nó mới tăng y lên và nó sẽ tiếp tục chạy hết tất cả các g, nó cứ làm như vậy. Đấy. Rồi tiếp theo là đến cái hàm xuất ma trận này đây. Xuất ma trận thì mình cũng sử dụng cái vòng lặp for y nguyên như cái vòng lặp for ở cái phần nhập ma trận đấy. Và chỉ khác điều là ở đây thì chúng ta chỉ in ra chứ không phải là nhập gì nữa đúng không ạ? Nên là sử dụng cái câu lệnh print này chứ không dùng scan như ở trên nữa. Rồi sau khi đã nhập và xuất xong rồi ấy, thì chúng ta sẽ đi vào cái hàm tính toán. Đấy, hàm tính toán ở đây tức là gì? Tính toán ở đây thì mục đích của nó là kiểm tra dương đúng không ạ? Và mình sẽ đặt là nếu như tất cả các cái phần tử của ma trận là dương thì sẽ trả về một, và nếu như không phải tất cả các cái phần tử của ma trận
A là dương thì sẽ trả về 1 và về 0, tức là nếu chưa ra dị âm thì trả về 0, còn nếu chưa tất cả các cái phần tử là dương thì trả về 1. Cho nên là mình sẽ cái báo một cái hàm có kiểu là kiểu nguyên. Ở đây mình sẽ đặt cái tên cho nó sẽ là kiểm tra dương đi. Đấy, đặt như vậy cũng được. Ở đây thì mình cần phải có cái A này. Và cũng có cái dòng cột. Và trong cái hàm kiểm tra dương này thì mình cần phải làm gì? Đầu tiên mình sẽ khai báo một cái bên kiểm tra và gán giá trị cho nó là bằng 1. Đấy, tức là khi nó bằng 1 thì nó có mình chúng ta có thể hiểu là khi cái KT này bằng 1 thì có nghĩa là cái mã trần đó nó toàn là số dương. Đấy, như lúc nãy mình đã nói về cái hàm kiểm tra dương đấy. Và ở đây sau đó sẽ sử dụng cái vòng lặp for. Các bạn sử dụng vòng lặp for, hai cái vòng lặp for để có thể truy xét được hết tất cả các cái giá trị của mã trần A. Ở đây mình sẽ khai báo y bằng 0 này, y bé n này, xin lỗi các bạn là y này nó bé hơn cái số dòng, và y cộng cộng. Trong vòng lặp for này thì mình tiếp tục sử dụng một cái vòng lặp for thứ hai, và với cái bên trái là z khởi tạo bằng 0, và z cái z này nó phải bé hơn cái cột đúng không? Và tiếp theo là z cộng cộng. Trong vòng lặp for này thì mình sẽ sử dụng một cái cấu trúc để kiểm tra điều kiện nó có phải là số dương hay không. Mình sẽ sử dụng cái cấu trúc if nếu như mà ai này ai nó mà bé hơn không thì lúc đó sẽ trả về cái giá trị KT là bằng 0 và sẽ dừng cái vòng lặp lại luôn. Đấy, tức là khi nó phát hiện được cả cái trong cái mã trận có một cái giá trị âm thì nó sẽ trả về cái kết quả cái biến KT bằng 0 và sẽ thoát khỏi vòng lặp luôn và không cần phải kiểm tra những cái phần tử phía sau đó nữa. Đấy. Và cái hàm này thì nó sẽ trả về kết quả của cái biến KT. Đấy. Như vậy là mình đã làm được đúng như cái mục đích ban đầu đề ra là kiểm tra dương. Với cái khi mà mã trần toàn là số dương thì sẽ trả về 1 và khi mã trần có số âm thì sẽ trả về 0 luôn. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ vào cái hàm main. Trong hàm main này thì mình sẽ làm gì? Hàm main này thì chúng ta cần phải khai báo cái A. Sau đó sẽ là cái biến dòng và cột. Đấy, sau khi đã khai báo xong á thì chúng ta sẽ gọi cái hàm nhập mã trần. Rồi, sau khi đó thì mình sẽ in ra cái xuất mã trần đúng không ạ? Cần gọi cái hàm xuất mã trần và để ngăn cách giữa cái hàm nhập và hàm xuất á, thì mình sẽ sử dụng cái câu lệnh print và cách ra hai dòng. Đấy. Rồi sau đó sẽ là cái gọi cái hàm xuất. Như vậy là mình đã xong cái công việc nhập và xuất đúng không ạ? Và bây giờ sẽ đến cái hàm để in ra kết quả đúng không ạ? In ra kết quả thì mình cần phải lấy được kết quả và mình sẽ phải tạo một cái biến gọi là biến kết quả. Và giá trị của cái biến kết quả này sẽ là cái giá trị trả về của cái hàm kiểm tra dương. Đấy. Các bạn viết y nguyên như cái tên hàm của nó luôn. Nó phân biệt giữa chữ qua và chữ thường đấy.
sẽ là A dòng và cột. Sau khi có được cái kết quả này rồi đúng không ạ, thì mình cần phải in nó ra. Nhưng cái kết quả này thì nó lại có hai trường hợp, một là bằng 1 và một là bằng 0. Đấy, nó bằng 0 thì nó sẽ in ra kết quả là không có, không hoàn toàn là số chẵn đúng không ạ, thì nó sẽ xin lỗi các bạn, là không hoàn toàn là số dương đúng không ạ. Đấy, còn nó bằng 1 khi tất cả các cái phần tử của nó là số dương đúng không ạ. Đấy, thì ở đây mình sẽ vì cái lý do đó nên là mình sẽ sử dụng thêm một cái câu lệnh if. Nếu như mà cái kết quả này nó bằng 1 thì sẽ in ra cái dòng chữ là mã trận toàn là số dương. Đấy. Rồi, còn nếu như không thì mình sẽ sử dụng cái if else đấy. Thì mình sẽ in ra cái dòng lệnh là mã trận không toàn là số dương luôn. Đấy. Bằng câu lệnh print đấy. Mình sẽ viết cái đây trước, xong rồi sẽ làm cái câu lệnh print. Đây sẽ là print này. Ok. Đấy. Rồi. Và sẽ sử dụng thêm cái get để dừng cái màn hình lại. Và return 0. Như vậy là mình đã xong cái hàm main cũng như là xong cái code cho cái việc dạy bài tập này. Bây giờ mình sẽ chạy và sẽ cùng kiểm tra. Rồi, như vậy là trong cái trình biến dịch nó không báo lỗi đúng không ạ. Đây mình sẽ nhập vào số dòng là 2, số cột là 3. Đấy. Đầu tiên mình sẽ xử với trường hợp là tất cả các số, các phần tử của mã tuần trần là số dương cả. Đấy, thì nó đã in ra cái mã trần là gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6 đúng không ạ. Và mã trần này đương nhiên là toàn số dương cả đúng không ạ. Rồi, thì bây giờ mình sẽ thử với cái trường hợp là mã trần chưa có số âm. Đây, mình cũng nhập là 2 dòng và 3 cột. Phần tử đầu tiên sẽ là 1, 2, âm 3, 1, 2. Đấy, như vậy thì các bạn cũng đã thấy thì cái mã trần này nó có một cái phần tử âm là âm 3 đúng không ạ? Cho nên là nó sẽ in ra cái dòng text, dòng chữ là mã trần không toàn là số dương. Đấy, như vậy là đã thỏa mãn cái yêu cầu của bài toán này rồi đúng không ạ? Đấy, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.